Chào các anh em đang xem ở trên kênh miền Tây Solar ha. Hôm nay là trưa ngày Chủ nhật anh em. Ngày 7 tháng 8 2022. Thì mình lại tiếp tục gói hàng cho anh em ha. Thì như anh em cũng biết là thì giờ này trưa rồi mà là ngày Chủ nhật nữa. Thì chắc một số anh em giờ này cũng ngà ngà trong cơn say. Thì ở chung quanh mình anh em, đầu trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài, sáng giờ mỗi xóm đều có những danh ca kẹo kéo miệt vườn á anh em. Tạm gọi là kẹo kéo miệt vườn ha. Những danh ca, lâu lâu xen những danh hài nữa. Đó, giờ anh em nghe rõ không? Đó, có tiếng một số danh ca cũng còn đang rất là say sưa trên trên cái bàn tiệc. Thì chúc anh em có một buổi cuối tuần vui vẻ, bạc ti thoải mái luôn ha. Và một tuần ngày mai khởi đầu tuần mới với nhiều thành công nha. Thì thôi bây giờ ai ăn chơi, còn mình thì tiếp tục là làm công việc thôi. Thì trước mắt anh em là hai cái JD 300W, JD loại 1 nha mọi người. Và một cái gương cầu lồi 300, cũng cầu lồi loại 1 luôn. Nói chung là hàng này loại 1 anh em, chứ không có JDT. Nếu là JDT thì anh em có quyền kêu loại 2, chứ còn cái này thì chắc chắn là loại 1 và rất là xịn sò. Để gửi tới gia đình anh Tuấn. Anh Tuấn ở ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Nam Căn, Cà Mau. Ấp Bông Súng, xã Tam Giang, Nam Căn, Cà Mau. Mình có duyên với lại Cà Mau và Kiên Giang anh em. Mình bán hàng cho Cà Mau và Kiên Giang phải nói là rất là nhiều luôn. Đó. Và mình có một chút nhận xét là những anh em, những cô chú ở dưới Cà Mau, Kiên Giang rất là cần những cái đèn này. Và người ta mua là mua lớn không á mọi người. Đó, và như anh Tuấn cũng đã miêu tả là ảnh có những cái gian nhà rất là to và rất là nhu cầu những cái đèn như thế này. Để giảm thiểu cũng như là triệt tiêu luôn cái phí tiền điện mà không đáng phải trả. Đó thì đó cũng là một những cái lý do hợp lý anh em. Anh cũng đã tâm sự là cái hóa đơn tiền điện mỗi tháng là khoảng 2 triệu mấy. Hy vọng mà xài những cái đèn như thế này thì nó sẽ giảm xuống mức tốt nhất có thể. Thì hiển nhiên rồi, xài đèn này ngoài cái việc ta thắp sáng nguyên đêm thoải mái, không đóng tiền điện, nó còn thời trang, nó còn rất là tiện dụng. Và nó thẩm mỹ ha, nó thời thượng, khỏi đi dây điện gì hết đó. Nó có rất là nhiều cái yếu tố để chúng ta sử dụng đèn năng lượng mặt trời, tuy là giá nó hơi đắt nha anh em. Ba bộ này mỗi bộ là 1.450.000, vậy là ba bộ là 4.350.000, cộng với phí ship. Phí ship của ba cái này thì mình nghĩ nó nằm 200.000 đó. Ba cái này bự lắm, mình sẽ cố gắng tìm một cái thùng nào dày dặn nhất, ngon nhất để gói nha, để bỏ vào đấy. Thì một lần nữa mình chúc các anh em có ngày cuối tuần vui vẻ ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết cái những cái đèn này. Đấy, đầu tiên là cái gương lồi 300. Gương lồi 300 nè. Cái tấm pin này nó ghi là 45W. Nhưng mà anh em thấy là tấm pin này hoàn toàn không phải 45 mà là tấm pin 55 hoặc là 50W. Đấy, nó rất là dài nha. Nhưng mà ngoài giấy nó ghi, ở ngoài cái mạc nó ghi là 45W. Chiều ngang là 3 tấc 6 nè. Chiều dài là 7 tấc 7 nha, 7 tấc 7. Đấy. 3 tấc 6 nhân 7 tấc 7. Gương lồi 300 á thì chiều dài là 3 tấc 8, 3 tấc 8. Chiều ngang là 3 tấc 45 ha, 3 tấc 45. Đó, cấu hình thì tấm pin là nó để là 45W nhưng mà lớn ha, không phải 45. Bộ pin lưu trữ 42 Ah, 240 con led cao áp 3030. Led cao áp nha anh em. Và 240 con thì chỉ có 240 con thôi nhưng mà nó rất là sáng, tại vì con led này nó có cái độ sáng của cao áp nha mọi người, của cao áp cho nên nó rất là sáng. Và remote thì nó có thêm nút cộng trừ ánh sáng ha, tăng giảm độ sáng 3 giờ 5 giờ, auto và on off. Rồi bây giờ mình sẽ auto rồi bấm on. On cái thứ nhất thì nó cháy đèn ngủ. Đèn này nó có chế độ đèn ngủ nha, đèn ngủ nha mọi người ha. Đây đèn ngủ cháy rồi đó, anh em thấy không? Rồi ta bấm cái nữa. Đấy, 240 còn 3030 nha. Sáng thì hai cái đèn này và cái JD300 nó cũng sáng ngang ngửa với nhau. Tuy là số led của anh này ít hơn anh kia nhưng mà con led này là led cao áp mọi người. Đó. Cấu hình thì hai cái đèn này ngang ngửa với nhau, chỉ khác nhau bởi cấu tạo ha. Như anh em thấy là cái đèn lồi này á, thì nó không có chá mà nó dùng gương lồi. Gương lồi này rất là phù hợp để chúng ta gắn trong nhà nha anh em. Gắn trong nhà để chống rung ánh sáng, để ổn định ánh sáng cũng như là để điều hòa ánh sáng, để cho con em chúng ta có thể đọc sách viết chữ nha.
Đó, đó là tác dụng của gương lồi. Thì nó dẹp, được thiết kế dẹp ha. Ngoài sau có chữ JD được đúc nổi nè mọi người. JD thấy không? Được đúc nổi luôn nha. Đó, được sơn tĩnh điện thì rất là chất ha. Nói chung là hàng JD lời 1 rất là chất lượng. Đó, 1.450.000 bộ này nha anh em. Nó có remote, có tắc kè ống vít, có ray đầy đủ hết ha. Rồi bây giờ mình sang JD 300W, JD 8300L. Cái đèn mà bữa nay mình bán nhiều, bữa nay mình đẩy một hơi một thùng luôn. Một thùng JD 8300L luôn nè. Mình cũng không biết sao mà bữa nay bán được nhiều như vậy về cái JD 8300L nữa. Nhiều anh em thích cái này lắm. Rồi tấm pin 55W. Chiều dài là 7 tấc 2. Chiều ngang là 4 tấc 2 nha, 4 tấc 2. Tấm pin này đóng dấu 55W và tấm này mình cũng thấy là nó đúng 55W. Còn cái đèn. Cái đèn á chiều ngang là 3 tấc 65, 3 tấc 65. Chiều dài là 4 tấc 1 ha, 4 tấc 1. Đó, thì cấu hình là tấm pin 55W, bộ pin lưu trữ cũng 42 Ah giống gương lồi. Và con LED này là 5730 và tới 696 con. 696 con nha anh em. Bộ pin lưu trữ vẫn là bộ pin 42 Ah. Đấy. Thì ở đây có hai cái, anh Tuấn anh lấy hai cái. Thì hôm qua là anh nói anh lấy một cái pha 300 và một cái lồi 300. Nhưng mà hồi nãy anh mới gọi mình hồi sáng này nè. Anh mới gọi mình để anh lấy thêm một cái nữa. Lấy thêm một cái pha 300 nữa. Đó thì cảm ơn anh Tuấn cùng gia đình rất là nhiều. Ủng hộ kênh mà ủng hộ tới một cái đơn lớn ha. Đơn này tới 4 triệu mấy luôn. Đó thì mình sẽ cố gắng gói chu đáo nhất để cho hàng nó vận chuyển tới nhà anh Tuấn an toàn nhất nha. Cố gắng mua shop thật là nhiều vô để cho nó đi hàng thiệt là an tâm cho cả người bán lẫn người mua. Thì hôm bữa có anh nói mình là mấy cái đèn này cấu hình như vậy là nó đúng hay không, nó đúng với cấu hình đó hay không. Thì mình cũng giải đáp luôn, tấm pin này 55W, mạc tem nó ghi đầy đủ ha. Rồi nè anh em, cái thùng JD 300 nó có cái xuất xứ nè. Đó, để nhiều khi anh em nói cái vỏ ngoài của đèn sao không thấy xuất xứ nguồn gốc. Nó không có ở ngoài vỏ ngoài của cái đèn anh em, mà nó ở cái thùng tổng á. Mà cái thùng tổng này thì nó chứa tới mấy cái đèn lận. Cho nên là khi mình gửi cho anh em một cái đèn thì sẽ không thấy cái thùng tổng này. Cho nên anh em thấy không có thấy cái mạc màu trắng xuất xứ nguồn gốc đó, thấy không? Chứ mỗi một cái thùng đều có xuất xứ hết nha mọi người. Đó, nó giấy tờ hợp lại đầy đủ hết nha, hải quan thông quan rồi COCQ nó đầy đủ hết ha. Đó thì cấu hình ông này nè, 42 Ah 55W nè. Còn bộ pin 42 Ah này á là lúc trước mình có mở ra rồi. Cái đèn này nó có 7 cell, mỗi một cell á là 6 Ah, 6.7 là 42 Ah là y gan này luôn anh em. Y gan nó báo mình luôn á. Ha, 7 cell nhân 6, mỗi cell là 6 Ah mà 7 6 42 Ah. Còn con LED này hôm bữa mình đếm rồi 696 LED. Đó, cấu hình thì y gan như người ta báo thôi chứ đâu có sai lệch gì đâu mọi người. Khi anh em cộng những cái đầu món này lại, cộng cái tấm pin, cộng tiền pin lưu trữ, cộng tiền LED, cộng tiền mấy cái đầu món lại thì 1.450.000 là rất là hợp lý. Hôm bữa mình có cộng rồi, mình cộng ra tới 1.600.000, 1.700.000 luôn anh em. Cộng theo giá thị trường nha, chứ không phải cũng vu vơ muốn cộng sao cộng nha mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình auto hai cái này on. On. Ok ha, hai cái đèn mình đã phát sáng ok. Đó. Cái JD 300 thì bán an tâm lắm anh em. Tại vì cái này á là anh em hồi đó giờ mua phản hồi cái này rất là tốt về cái độ mà sáng của nó và nhất là sáng nguyên đêm của nó. Đó, nó rất là đạt yêu cầu về vấn đề độ sáng và sáng nguyên đêm. Còn bề ngoài thì như anh em cũng thấy rồi, cái tấm pin cũng đẹp mà cái đèn cũng đẹp. Nhôm nguyên khối luôn ha. Ở ngoài sau nó có khắc nổi chữ JD đàng hoàng. Nãy giờ mình chưa lật cho anh em xem phải không? Đây, khắc nổi chữ JD đàng hoàng nè. Ở trên nó có chữ JD chìm nè. JD Zindian mà nó hơi chìm hơn chút ha. Còn ở dưới đây thì nó nổi lên. Đấy, hàng JD chuẩn chỉ nha. À, trời nặng quá. Cái này nó bằng nhôm nặng lắm mọi người. Cho nên là mình cũng rất là ít để di chuyển, vận chuyển nữa. Tại vì nó bằng nhôm. Đó, nó là một khối rất là nặng. Cho nên là cái việc gói và gửi đi đó, nó cũng khá là cồng kềnh nha anh em. Thôi thì anh em nào mua thì cứ liên hệ. Ủa nãy mình bấm cái remote này chưa ha? Mình phải thử hết hai cái remote mới được. Đó, anh em nào mua cứ liên hệ nha anh em. 0766874311. Cái hàng loại xịn này thì 1.450.000 cái nha. Đó, cái gương cầu lồi cũng 1.450.000 cái luôn. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh mình. Đó thì anh em cứ mua hàng cứ cố gắng giữ điện thoại đó và chờ nhân viên bưu điện nó gọi ha.
và nhận hàng rồi thanh toán phí ship luôn. Thôi mình xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái mặt hàng lần sau.